Cá mập ơi. Cá mập ơi, ta xin mày. Cá mập ơi, xin 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 bạn cá mập đừng cắn cát nữa nha. Xin bạn cá mập đừng cắn cát nha. Bạn đừng cắn cát của tớ mà, để tớ hát một bài hát cho trọn vẹn rồi bạn hãy cắn nha. Xin bạn cá mập này. Yêu bạn cá mập lắm luôn ấy, bạn cá mập đừng cắn cát của tớ nhá. Tớ yêu bạn cực luôn, bạn đừng cắn cáp của tớ. Nào, em xin bạn cá mập rồi đấy. Hey, Hùng Nguyễn, em xin bạn cá mập rồi đấy, em hát một bài. Bạn cá mập đừng có cắn nữa nha, để tớ hát một bài đi. Hey Dominic, you are shark. Please shark. Don't eat the cable, the internet cable in the sea, please. I will give you some meat, alright? Thank you. Em đã làm thủ tục cúng tế bạn cá mập ở đây, hy vọng là bạn ấy sẽ không cắn cát nữa, để em phát cái bài, em sẽ hát cái bài hát này một ấy xem nào. Giờ đây Việt Nam còn hay đám mơ mà giặc tàu ngang tàng trên quê hương ta. Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội chết ngậm ngùi vì tay súng giặc tàu. Là một người con dân Việt Nam, lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm. Người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi. Từng đoàn người đi chẳng nề chi, già trẻ gái trai giơ cao tay, chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước hại dân. Việt Nam tôi đâu
Việt Nam tôi đâu. Các bác ạ, mỗi lần hát bài này là em phải kìm lắm ấy. Bởi vì sao bác biết không? Hoàng Sa và Trường Sa đương nhiên là của Việt Nam. Thế mà giặc Tàu nó ngang nhiên, nó xây dựng căn cứ quân sự, nó xây cả ngân hàng, nó xây tất cả cái phi đạo để mà có những cái tên lửa có thể làm việc ở trên đó được. Các bạn biết rằng là cách đây 3-4 năm khi mà tôi đọc một cái bài báo lũ lụt miền Trung. Cái bài báo nói rằng là cái người ngư dân ở Thanh Hóa đấy đi ra đánh bắt cá ngoài biển Đông, thế là bị giặc Tàu nó bắn chết, thế là phải ướp đá để mang về đất liền. Đau lắm luôn đấy. Đau vô cùng đau luôn đấy. Lúc trước em có lập một cái quỹ để hỗ trợ cho ngư dân, có những gia đình mà có người nhà bị thiệt mạng bởi bởi giặc Tàu ấy, bởi cái quân Trung Quốc ấy. Em có lập một cái quỹ đó và có hoạt động được khoảng một thời gian. Nhưng nó hơi nhạy cảm một tí, thế là em lại phải bỏ cái quỹ đó đi. Thì em sẽ đến thăm hỏi, em sẽ thăm hỏi những cái gia đình mà có người bị giết, có người bị thiệt mạng vì khi mà đi ra đánh cá ngoài biển thì bị kẻ thù, kẻ địch, nước lạ, tàu lạ nó bắn chết ấy. Phải ướp đá mang về ấy. Điển hình là anh ngư dân Trương Đình Bảy tại Lý Sơn. Anh ấy bị giặc Tàu bắn chết năm 2015. Thì em cũng có nhờ người mang đến một chút quà đến cho vợ anh ấy và ba đứa con. Rất là đáng thương. Để em hát tiếp một bài hát khác này. Các bác thích em nghe bài gì nhỉ? Các bác thích em hát bài gì đấy? Chết rồi, em lại mặc quần đùi. Em mặc quần đùi, em thò cái chân lên, đầu gối lại quá tai này. Các bác thích em nghe hát bài gì nào? Em đã sửa lời của bài hát Việt Nam tôi đâu. Tôi đánh chống quân xâm lược và chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam. Thì em ghi là kẻ nhu nhược bán nước hại dân ấy. Dạ. Tôi sẽ hát một bài Con đường Việt Nam. Anh là ai? Em hát một cái bài trên một cái live stream rồi anh ơi. Anh có thể vào cái YouTube, trang YouTube của em anh xem nhé. Em hát rồi, em hát trong một cái ấy. Anh Hùng Nguyễn, anh vào cái kênh YouTube của em, anh nghe cái bài đó nhé. Trong bóng tôi trại giam, nơi cầm tù những người có tội. Nhưng chớ trêu tình đời, có những người đi tù vì quê hương. Bao người vì yêu nước vẫn dấn thân, dẫu ngục tù đọa đày, dẫu trông gai để còn có ngày mai, vẫn hiên ngang bước đường dài miệt mài. Lao tù vì đồng bào, vì quê hương. Trong bóng tối trại giam, đêm gục đầu anh ngồi nhớ nhà. Anh nhớ cha mẹ già, nhớ vợ hiền, nhớ cả đàn con ngoan.
Ôi ngày về xa quá biết mẫu thân. Gì trời? Sao nó lại ngắt rồi? Mẫu thân có chờ được ngày về, đến khi hay tin người đã tàn hơi, nên đau thương nên dòng lệ tủi hờn. Anh chưa về, chưa đổi được vành khăn tang. Thương anh, thương quê hương, vì quyền dân vẫn còn chưa đủ, vì tự do dân chủ còn lu mờ, vì cơ cực còn gieo rắc thê lương, vì quanh anh đầy bao nỗi gió thương. Thương cho dân mình còn nghèo, theo người người cầu thực chốn tha hương. Thương cho Việt Nam mình bé nhỏ, trước ngoại xâm, trước hiểm họa diệt vong, trong bóng tôi trại giam, nơi cầm tù những người có tội. Nhưng chớ trêu nào bằng, có những người bơi nặng tình non sông. Bao người vì yêu nước vẫn dấn thân dấu ngục tọa đây, dấu trong gai để em chưa hát bài này bao giờ, rồi nó hát nó ngang phè phè ấy. Em hát bài khác vậy. Chán rồi, chả hát nữa. Hát không hay, không thích hát nữa. So your father go to the jail in the northern Vietnam for 14 years after 1975? Oh my god. Fucking cruel. I know, but the rhythm and the lyric I don't know, and the rhythm I don't know. I don't know how to sing. I sing not so good. Of course, I love my country. I love my country. I love my people. I am a figure out how to improve or to make it better. But it's all right. Your father 7 years. They said that. All right. Let me talk in Bởi vì là các bạn biết rằng là chưa có một cái nhà nước nào mà trả thù man dợ như là cái nhà nước Cộng sản này. Khi mà họ giành được thắng lợi trước miền Nam Việt Nam ấy, thì họ nói họ lừa những cái người mà quân nhân ấy, những người mà trong quân nhân đi lính cho Việt Nam Cộng Hòa, họ lừa là đi học tập cải tạo 5-10 ngày thôi. Họ đi mút mùa Lệ Thủy luôn. Họ đi đến rừng thiêng nước độc, nơi mà họ chưa bao giờ tiếp xúc, chưa bao giờ đặt chân đến, và họ bị ăn đói mặc khát, và họ bị lao động khổ sai. Và sau khi mà họ được thả ấy, thì chỉ khoảng độ 5 bữa nửa tháng sau họ chết thôi. Có nghĩa là khi mà họ nhận thấy là những cái con người này quá ốm yếu rồi, nếu mà để lại đây chết lại phải mang chôn, cho nên là họ cho về với cả vợ con, nhưng mà về 5 bữa nửa tháng là chết. Phi nhân tính thật. Xin chào. Không có một cái chế độ nào mà nó lại phi nhân tính như cái chế độ Cộng sản này. Khi mà các bạn đã chiến thắng rồi ấy, các bạn có vũ lực, các bạn có quyền uy,
các bạn dương dương tự đắc là những người chiến thắng, các bạn có cần phải trả thù người ta như vậy không? Những người lính họ chiến đấu vì quê hương của họ, chiến đấu vì máu thịt, vì những cái người dân của đất nước họ. Khi họ thua rồi, khi họ thua rồi ấy, các bạn có nên đối xử với họ như vậy không? Giống như mà trung tá hay đại tá Hồ Ngọc Cẩn ấy, khi mà Sài Gòn thất thủ thì ông ấy vẫn vẫn cố giữ đến những cái bắn những cái viên đạn cuối cùng. Và khi 4 tháng sau ông ấy bị xử tử tại sân vận động Cần Thơ thì ông ấy có nói rằng là các ông không nên bịt mắt tôi, bởi vì là nếu như mà tôi thắng các ông, tôi sẽ không hành xử như các ông, tôi sẽ không sỉ nhục các ông như các ông sỉ nhục tôi đấy, và tôi cũng không trả thù các ông như các ông cách các ông trả thù tôi. Và khi mà đại tá Hồ Ngọc Cẩn hô lên là Việt Nam muôn năm, Việt Nam Cộng Hòa muôn năm đấy, thì bị xử bắn. Đau đớn vô cùng những con người ưu tú đó. Nhà cửa ruộng vườn thì bị chiếm đoạt, tài sản đất đai thì bị chiếm hữu. Còn những người ấy thì bị đẩy đi vùng kinh tế, gia đình của họ bị đẩy đi vùng kinh tế mới. Còn bản thân họ bị đi học tập cải tạo, lao động mút mùa lệ thủy ở tận vùng rừng thiêng nước độc ở ngoài miền Bắc ấy. Thế là bị ăn đói mặc khát, lao động khổ sai. Họ chết tức tưởi mà không biết vì sao mình chết. Chế độ gì mà dã man phi nhân, trong khi đấy là đồng bào với mình cơ mà, là ruột thịt với mình mà. Tại sao khúc ruột ngàn dặm, à xin lỗi, tại sao cái khúc ruột miền Nam? Các bác nói là à vì người dân Việt Nam, người dân vô tội bị Mỹ ngụy kìm kẹp. Các bác vào giải phóng người ta chấp nhận, người ta thua cuộc rồi. Các bác không để cho người ta một con đường sống nào. Quá đau lòng. Khi mà tôi đi học ấy, tôi được dạy là phải giải phóng miền Nam, đồng bào miền Nam đang rên xiết trước cái gót giày xâm lược của đế quốc Mỹ, của chế độ tay sai ngụy quân ngụy quyền. Tôi tin là như vậy. Tôi rất tin, tôi tin điều đó. Tôi nói rằng là tôi được học như vậy, tôi được nhà trường dạy tôi như vậy. Hoàn toàn không phải. Chế độ Việt Nam Cộng Hòa là một cái chế độ, tôi không nói để là tôi, bởi vì là cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa ấy, họ đã về mặt pháp lý họ đã chết rồi. Họ đã làm tròn cái sứ mệnh lịch sử của họ rồi. Đấy, tôi không phải là tôi nói để tôi nhắc đến nơi, hay là tôi yêu quý, hay là không, yêu quý tôi thật sự là yêu quý. Nhưng mà khi tôi đang ở Việt Nam mà tôi nói lên cái vấn đề này ấy, là họ sẽ quy tôi là phản động, quy tôi là âm mưu lật đổ cái gì đó đó. Tôi sẽ bị một cái đòn trừng phạt rất là nặng nề. Nhưng mà tôi cần phải hiểu rõ lịch sử là như nào. Chế độ Việt Nam Cộng Hòa, họ nhân bản, nhân văn, nơi họ dạy con người cái đạo đức, cái tình yêu thương là nhiều. Họ không dạy chém giết, họ không chạy thù hằn. Chính vì họ không thể nào cầm súng, đừng có nói rằng là họ thua. Họ thua. Họ thua trên cái thao trường, họ thua trên chiến trường, bởi vì họ không thể nào cầm súng bắn vào đồng bào của mình được. Cộng sản Bắc Việt dùng cái chính sách là dùng cái đòn quân sự đấy là biển người. Cứ lao vào, gặp đứa nào bắn. Khủng bố cả vào dân thường. Người ta dạy cho những cái con người ưu tú, khi mà cái cấp đỗ tú tài thôi ở cái miền Nam trước năm 75 ấy, nó đã là một cái điều gì đấy là hết sức là vinh dự rồi. Đấy. Cái sự giáo dục con người ta tình yêu thương, giáo dục sự bao dung. Giáo dục cái tính nhân văn nhân bản của người với người, không giáo dục sự thù hằn, không giáo dục sự giết chóc. Chính vì vậy họ thua. Họ chấp nhận họ thua. Chúng tôi cần biết lịch sử, chúng tôi cần phải trả lại sự thật lịch sử. Bây giờ các bác cứ sách giáo khoa các bác nói rằng là Mỹ ngụy
chính quyền tay sai, ngụy quân ngụy quyền luôn là tay sai, bán nước cho giặc Mỹ xâm lược. Cái đó hoàn toàn sai. Bởi vì khi mà hiệp định Geneva năm 1954 chia đôi hai miền đất nước, ai mà theo chế độ dân chủ văn minh ấy thì đi vào trong miền Nam, còn ai không chịu được ai mà ấy thì ở miền Bắc. Vậy cho nên là 2 triệu cái làn sóng di cư, 2 triệu người miền Bắc đi vào Nam di cư, mà bây giờ người ta gọi là Bắc 54 á. Đấy, những con người đó họ là nạn nhân của chế độ cộng sản, họ di cư vào trong miền Nam. Đấy. Và khi mà đồng minh, khi mà Mỹ chưa thực sự tham chiến tại Việt Nam. Đấy. Bởi vì Việt Nam Cộng Hòa là đồng minh của Mỹ thì Mỹ vào thôi, chứ còn không phải là nó vào xâm lược. Bởi vì cái thằng Mỹ nó chưa bao giờ nó đi xâm lược, chưa bao giờ nó có một cái thuộc địa nào, chưa có một cái mảnh đất nào là thuộc địa của nó. Nó đi xâm chiếm người ta, chỉ có thực dân Pháp. Thực dân Pháp thì ngày xưa có rất nhiều thuộc địa ở các nước Trung Phi, ở cái nước Châu Phi đấy, là có rất nhiều thuộc địa. Thế nhưng mà Mỹ thì không, nó không có thuộc địa. Đấy. Chúng tôi, thế hệ trẻ chúng tôi cần các ông trả lại cái sự thật lịch sử. Trả lại sự thật lịch sử cho thế hệ trẻ chúng tôi. Chúng tôi vẫn đang bị hiểu lầm rất là nhiều. Cái thế hệ trẻ chúng tôi đã bị nhồi nhét, đã bị nhồi vào đó là cái cuộc chiến tranh phi nghĩa mà hai anh em lao vào bắn giết nhau đấy, là nói là cái cuộc chiến tranh để mà đánh Mỹ, đánh Ngụy. Không phải, đấy là cuộc nội chiến. Cái cuộc chiến đấy là cuộc chiến ý thức hệ. Vô tình Việt Nam đã là một lá bài cho cho Mỹ và Trung Quốc. Chúng ta đánh Mỹ là đánh cho Trung Quốc, đánh cho Liên Xô. Tại sao những người lãnh đạo đấy chọn hy sinh những cái người con ưu tú, hy sinh những thanh niên để mà giành lại cái cuộc, để mà chiến thắng cái cuộc chiến gọi là ý thức hệ đó. Cuộc chiến vô cùng phi nhân. Tự nhiên đánh cho Trung Quốc, đánh cho Liên Xô. Vô lý dã man. Hy sinh 2 triệu người con ưu tú để mà giành lại cuộc chiến tranh ý thức hệ. Sau khi đó 2 cái triệu người con ưu tú của đất nước Việt Nam đã hy sinh đó để bảo tồn cái thành trì của xã hội chủ nghĩa. Thế nhưng mà khi mà làm kinh tế thì các bác lại bắt đầu là không chịu nổi được cái sự kinh tế mà bế quan tỏa cảng bao cấp. Các bác bắt đầu, các bác thay đổi, các bác đổi mới, nhưng mà các bác quặc vào đít của nó là định hướng gọi là gì nhỉ? Phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Nó thật sự em đéo hiểu đâu. Em đéo hiểu ý nghĩa của nó là như nào. Đã là kinh tế thị trường rồi còn quặc vào đít là định hướng xã hội chủ nghĩa là thế đéo nào. Nó thật sự là Việt Nam có rất nhiều những câu từ mơ hồ, hoặc là những cái luật cũng rất là mơ hồ. Những cái điều luật mà những cái luật mà chính quyền này áp dụng, áp đặt vào cho những cái người mà lên tiếng nói phản kháng. Họ quy là lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm hại lợi ích nhà nước. Cái gì là thế nào là lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm hại lợi ích nhà nước ta? Rồi có một cái điều luật là tuyên truyền chống phá nhà nước. Thế nào tuyên truyền chống phá nhà nước ta? Rồi còn âm mưu lật đổ chính quyền. Kinh nhở? Dã man thật. Cái loại dân đen như chúng tôi âm mưu lật đổ chính quyền. Vãi cứt. Đúng rồi, chính xác. Họ hy sinh mất 2 triệu người con ưu tú của nước Việt để bảo vệ cái thành trì xã hội chủ nghĩa. Sau khi mà cái thành trì là to lớn nhất, cành càng nhất là Liên Xô bị sụp đổ năm 1989 thì bắt đầu là Việt Nam chới với.
không biết làm thế nào. Các bạn có thấy rằng là 220 quốc gia và vùng lãnh thổ bây giờ có cái nước đất nước nào mà đi theo cái chủ nghĩa xã hội không? Nó theo cái thiên hướng khuynh tả không? Bởi vì chế độ dân chủ có cái sự cạnh tranh của các đảng phái khác nhau mới đưa đất nước tiến bộ được. Thằng nào đủ đức, đủ tài, đủ tâm, đủ tầm thì người dân bầu lên. Đấy, bầu lên để mà lo cho dân, cho nước, lo cho lợi ích của quốc gia, làm ăn với vẩn, kéo đầu xuống. Bây giờ các ông tự đá bóng, cụ thổi còi thế này thì đất nước này suốt ngày nó đi xuống thôi. Đất nước nó càng ngày nó càng đi xuống. Cho nên là các bạn biết rằng là khi mà các lão làm kinh tế cũng vậy. Làm kinh tế cũng vậy, có nghĩa là trăm người bán, vạn người mua. Nếu như bạn độc quyền bất cứ một cái mặt hàng nào đó, bạn có quyền lũng đoạn thị trường, bạn có quyền tăng giá, lên giá, xuống giá bất cứ lúc nào bạn muốn. Nếu như có sự cạnh tranh mới có sự phát triển. Đúng không? Không có sự cạnh tranh thì không có sự phát triển. Tôi không phải là tôi yêu cầu là phải thế nào, nhưng các bác phải thay đổi. Các bác phải nghĩ đến lợi ích quốc gia, nghĩ để đưa cái đất nước này, đưa cái dân tộc này lên. Thế các bác không chịu nghe lời bác Hồ nói à? Ông nói rằng là làm thế nào để đưa đất nước ta sánh vai được với các cường quốc năm châu trên thế giới. Thì bây giờ hiện tại đã sau 40 năm, 42 năm giành được độc lập, thống nhất đất nước, thì các bác đã đưa Việt Nam đi tới đâu rồi? Hả? Ai trả lời giúp em không, là sau 42 năm giành được độc lập, giành được thống nhất toàn vẹn lãnh thổ rồi, thì bây giờ các bác đưa Việt Nam tới đâu? Đã sánh vai được với các cường quốc năm châu hay chưa? Hay là chỉ mới có đứng tới cái cặp quần của chúng nó? Người Việt Nam đi đâu bị khinh rẻ, cầm tấm hộ chiếu Việt Nam xấu hổ cả người lên. Đến bây giờ mà khi mà tôi đặt câu hỏi là, tôi có những người bạn, tôi đặt câu hỏi là các bạn hãy I have some friend, a friend of mine from abroad, foreigner, international friend. I ask them please use one thing to describe about Vietnam, and they have five questions. They have five questions. Is when I heard that question, five answer. And when I heard that answer, it make me sad a lot. They said that one thing answer, a poverty country. Another one, third world country. Okay, let me see. The number one answer, poverty. Second, third world country. Third, ODA. Four, gì ta? Quên bốn rồi. Khi mà hỏi cái những người bạn đấy, khi mà tôi hỏi những người bạn tôi á, là bây giờ mày có thể dùng một cái từ nào duy nhất để mô tả về đất nước Việt Nam của tao không? Nó mới nói rằng là đất nước của mày là đất nước nghèo đói, poverty này. Đất nước mày là đất nước thuộc thế giới thứ ba, có nghĩa là third world country này. Đất nước của mày là chuyên đi vay ODA, rồi ODA. Đất nước của mày là đất nước của chiến tranh, war country này. Tiếp theo đấy là một câu là đất nước của mày gái rất đẹp. Tôi sẽ phân tích từng cái câu trả lời một. Đất nước nghèo đói, đương nhiên Việt Nam có tỷ lệ nghèo đói lớn, rất là lớn. Tỷ lệ nghèo đói, bần cùng hóa rất là lớn. Tiếp theo đấy là đất nước của chiến tranh, chính xác. Những cái cuộc chiến liên miên xảy ra ở đất nước này mới có dừng chiến tranh được khoảng tính từ năm 1000... đất nước chưa nhận ODA
Hay thôi bây giờ em chẳng nói đâu, em sẽ căn cứ vào những cái lời bình luận của các bác để em bình luận theo nhá. À, đúng rồi, có một cái điều đấy là Cộng sản Bắc Việt và Việt Cộng. Việt Cộng chính là cái người miền Nam mà nằm trong lòng địch mà bị chúng khủng bố dọa nạt, chúng nó đe dọa nói là nếu như mà không che giấu mà không cho đồ ăn đồ uống thì chúng nó vào giết cả nhà. Thì đó là những người mà không nghe theo và bị dọa, còn những người mà nghe theo nói là đi theo ông Hồ để có cơm ăn áo mặc rồi để sẽ được sung sướng, sẽ được học hành tử tế, đấy là nghe theo. Thế là chính người đấy gọi là VC ấy, là Việt Cộng ấy. Việt Cộng là khác với Bắc Việt nha, quân Bắc Việt là khác. Còn Việt Cộng chính là cái người mà ở bên kia vĩ tuyến, ở vĩ tuyến 17 thì tính từ sông Bến Hải đổ vào ấy, là nếu mà Việt Cộng ấy là những cái người mà ở trong cái đất nước gọi là Việt Nam Cộng Hòa cái thời đó là đi theo Cộng sản. Đấy, gọi là không phải, Việt Cộng không phải là Cộng sản Bắc Việt. Việt Cộng là Nam Việt. Bị họ khủng bố, họ đe dọa nên bắt buộc phải đi theo họ hoặc là họ chiêu dụ. Không, Việt Cộng khác cũng Cộng sản Bắc Việt nha. Bác xem lại đi, có ai giải thích cho bác Săn Nguyễn đi, xem lại đi. Không, cái Việt Cộng á, cái Việt Cộng ấy chính là cái mà Việt Cộng khác Cộng sản Bắc Việt. Ok, có thể em sai nhưng có thể bác cũng sai đấy, bác đi tìm hiểu đi. Việt Cộng khác Cộng sản Bắc Việt là cái thời xưa thôi, còn bây giờ họ nói chung là Việt Cộng là Cộng sản ấy. Nhưng ngày xưa là khác nha. Việt Cộng chính là những cái người mà ở chính là những người mà đi theo người miền Nam. Có nghĩa là từ vĩ tuyến 17 đổ vào ấy mà bị chúng khủng bố, chúng đe dọa thế là bắt buộc phải đi theo họ. Đúng rồi. Đâu phải là Cộng sản Bắc Việt đâu đúng không? Không, em đang phân biệt giữa Cộng sản Bắc Việt và Việt Cộng mà. Ngày xưa thôi. Còn bây giờ thì không biết là như nào. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ấy. Ôi. Hay thôi nhá, không nói nữa nhá. Nói tí công an vào bắt đầu. Sợ chó thì công an. Thật sự đấy. Em ứng sợ đâu. Em nói đúng mà, có nói sai đéo đâu. Có bằng chứng cứ bắt đi. Em cần trả lại sự thật lịch sử. 20 năm nội chiến chứ không phải là 20 năm, không phải là giải phóng miền Nam. Ôi giời ơi, em có một lũ trẻ em mồ côi cần phải chăm sóc. Chúng nó bắt em đi thì ai chăm sóc chúng nó, chăm sóc trẻ mồ côi cho em. Sing hả? Hát hả? Hát bài gì ta? Hát bài gì nhỉ? Trả lại đây cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói, quyền được chọn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tôn. Trả lại đây cho anh quân nhân. Được được, hát bài đấy đi. Hát nữa đi em, lấy vầng trăng tô đẹp má hồng. Ai
ai muốn nghe bài hát Việt Nam tôi đâu hoặc là hát bài Anh là ai thì vào cái kênh YouTube của em mà xem nhá. Hey Phùng Trần, hey how are you? Wow, nice to talk to you. Oh, I'm sorry everyone, I need to talk with my customer. He's the one who bought me a lot of fish sauces. And I can make that profit to take care for the orphanage. Thank you so much. So, I need to talk. Yeah, I'm fine. Or I already delivered the sick people. The sick customer. I mean, the sick people that you buy pizza for me. And I delivered it for them already. And just two person. They busy, so I cannot earn. They're busy and they told me that whenever they have free time, they will text for me and I will deliver it for them. Thank you so much! Hey everyone, thank you. I also write out the small gift, the small, how to say, small greeting that you told me. Yeah. Sorry everyone if I say something sensitive and then they can use that to blame me or do a penalty for me. I need to talk in English. Just not because of I want to show you guys that I can speak English or I will show off something. No, I just want to talk and yeah, greeting card, right? Yeah, I also have a greeting card for them. And if you want to know, you just take them that they guess or not. But I am honest people. I am honest person. Don't worry. If you want to understand my English, so just buy me a fish sauce and went home. And I will already plan for you in Vietnamese. Okay? Don't be. It's easy for you to if you want to able speak English like me, you can go to the. You Quốc Bảo, so you wanna buy fish sauce for me? Hey, anyone who want to learn English or who want to talk in English like American accent or British accent, so just join with my live stream and I will talk with you in English. Come on, you know the price of fish sauce is a little bit and the shipping fee is very, very, very expensive. So. I would advise you this way to buy me a fish sauce. You can buy me a fish sauce and then if you have a relative or friend in Vietnam that you like or you love, so you can give for them like a present. So you buy fish. So by the way, you buy fish sauce for me and you have present to give for your friend. So if you ask me to ship to the US or other country, it's fucking expensive of the fee. So, oh, I'm so hungry. I still don't eat anything. I need to find out something to eat. Oh, because I'm talking in English, so my viewer is run away. Only 46. Hey, everyone, buy me a fish sauce, please. I'm selling fish sauces. That's profits I make. I make a profit to give for the orphanage and for the elderly people who don't have anything to eat. I give food for them. No? Yeah, right. And especially fish sauces, just because due to Formosa issue, so now the U.S. custom is do not allow for any products. Alo? Đến chưa?
Từ 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 chị bảo này, em vào bến xe miền Đông, đến xe bến xe Anh Khôi lấy nước mắm cho chị đi. Anh Khôi nhá, nhà xe Anh Khôi lấy nước mắm chị Hương nhá. Ok cưng, cảm ơn em. Oh, I skip my breakfast. I'm feel hungry. I'm hungry right now, but I wait until the lunch time. Okay? And then I go to eat. And now seen the Formosa happen. The US custom is do not allow for any seafood products, fish sauces, anything related to the seafood. It cannot enter the US, so I cannot ship the fish sauce to US, so sorry. You can buy for me and then you can give for someone in Vietnam that you like. I don't like communist party because they just take care of themselves and they don't have a education. Yeah, okay. They don't have education. And I always call them is a monkey from the jungle. The monkey from the jungle who doesn't have any skill, any education, any qualification to running the country. And the Vietnam, oh, it's so ridiculous. Like don't have education, you don't have a qualification, you don't have any kind of skill to running the country, to managing the country. You are from the monkey, from the tree, you jump into the city and you grabbing their land, you using your power to fuck them to give you the money, the land, the property, and a lot of things. So what the fuck they are doing? You think the country? You know, do you know any country is controlled by the monkey from the jungle can be developed? Right? Tell me about that. Anyone give me the good answer? Oh my goodness. The monkey in the jungle. You know, they use the violence. They use the kill, you know, they use a lot of things to kill people. And they, how to say giải phóng in English, but I don't know. But they, oh shit. You know why my country is now is below and is even the level is so low. We cannot develop. We couldn't develop until we still have the monkey from the jungle is managing the country. And now they just think about themselves. They're fucking selfish. They're fucking selfish. They just think about themselves. You know, they use their power. They use their weapon. They use their security. They use the enforcement security to grab the land of the people. And they, you know, they... Oh, shit. I hate that. And I would like... We have a human, you know? I know... I would like to kill them all, but I don't have nuclear power. If I have, maybe I can do that, but I don't have anything. So I just have talking. I mean, I just have voice. So I would stand up for my people. I would speak out for my people. I want everyone know that in Vietnamese people, we are living here like a big prison. So go to the jail, small jail or big jail, not much different. Right? So almost of it, because they still can control our country because the Vietnamese people,
they are shy and they are afraid. They are selfish because they just think about themselves. They think that, okay, so I don't care about politics issue. Oh, I just, you know, make money and take care for my family and just stay away from politic issue. So, they think they are smart because they stay away from politic. No, the politic is, everything you depend on politics issue. I mean political issue, you know? The price of gasoline, the price of the milk, the price of the car, you know? The fee, the tax, everything. Everything is related to the political issue. But most of Vietnamese people, they don't care about that. They think, I don't have a qualification to talk about politics. I'm so frustrating about the Vietnamese people, you know? They have unemotional, they also ignorance. They ignore everything happen around them. They unemotional. They are cruel. I don't know why, because the education system teach them to be selfish, to be just think themselves. We need to stand up. So today, if you stay quiet, if you see something unfair happen for the people, you need to speak out. You need to stand up for them. And one day, the unfair thing, or for example, the farmer, you know, the farmer, they will grab the land by the government. Okay, so you know that is no good, and you know that is injustice, and you stay quiet because you think it's not your problem, it's not your issue. Okay, so you stay quiet, you silent, and someday, who wouldn't know what happened in the future? Someday the government will grab your land. Okay, so because of you don't stand up, you don't speak up for other people, and when your turn, who wanna protect you, who wanna defend you, right? So whenever you see the bad happen for the people and the injustice with the people, you need to speak out, you need to stand up, and when your turn, and someone wanna protect, someone wanna defend you. But most of Vietnamese people, they're fucking selfish. They're afraid they have to go to jail. They're afraid they're afraid a lot of things. Oh, fucking shit. Oh, goodness. In Vietnam, you guys know, in Vietnam, money is power. Money is the most power in this country. They don't care about the remote, I mean the remodity, you know, đạo đức. They don't care about the human being. If you have money, you can buy a power. You can buy a lot of things. So, in Vietnam, you will be just unfair if you don't have money. Because the justice in this country
just a comedian. Yeah. Oh shit. And one thing fucking ridiculous, like before 1975, the South of Vietnam, they are so rich, you know, they are so developed, and they are rich. They don't need anything to release them, or do independent for them. But and perhaps country up north, they would like to make a revolution to get independent for the people, for the South Vietnamese people. They are so poor. They have nothing to eat. They're so poor. They don't have education. They have nothing. But they use their people to kill his brother. South Vietnamese or North Vietnamese is all Vietnamese people. And they fight each other to kill each other. And they say that they make announcement that they are, you know, a library cái gì nhỉ? Giải phóng là từ tiếng Anh quên bà nó rồi. No justice in Communist Party. Yeah. I know. Oh, guy, don't be share my video clip because I talking bullshit in here. I'm talking not. Alo em hả? Ơi, em ơi, cho chị hỏi, em báo giá cho chị cái ống mà để hút ở trong phòng sơn ấy. Cái ống đó là dày khoảng 1 ly nha, không phải là 8 gem nha. Cao 6 mét. Và một cái phễu ở bên dưới để úp vào cái máy hút á. Thì nó có chiều rộng là 2 mét, chiều dài là 1 mét và chiều cao là 50 cm. Và cái đó là vuông, hình tam giác, hình vuông á. Hình chữ nhật, đúng rồi, hình chữ nhật để nó nối vào cái ống hút lên trên trời. Và cái ở dưới là nó sẽ nối vào cái máy hút ấy, em hiểu không, hình dung ra không? Ừ, nếu mà em không hình dung ra, tí chị chụp ảnh xong chị gửi cho em. Thì là em báo giá cho chị, cái ống đấy là cái ống phải là 1 ly nha, không được 8 gem, 8 gem nó mỏng lắm. Mà cái đường kính của nó là 60 nhá. Đường kính 60, đúng rồi, còn cái đế của nó, cái đế chính là cái hình chữ nhật đó. Thì chiều dài 2 mét, chiều rộng 1 mét và chiều cao thì 50 cm. Và cái đó phải... độ dày của nó phải 1.5 ly nha, tôn 1.5 ly. Em báo giá cho chị chính xác xem là bao nhiêu tiền. Chị có rồi, chị đo đạc cẩn thận rồi thì nó là cái ống của nó là 60 cm, cái đường kính của nó đấy. Lên trên không có đồ, có đồ đỡ thôi. Em chỉ việc làm cho chị báo giá chị đấy thôi, còn chị sẽ ấy. Ừ, ống với cả cái chân đế đấy đấy, cái chân đế để mà đặt cái máy hút xong rồi nó nối với cái ống đấy. Nếu mà em không biết thì để chị bảo sếp chị gửi cái bản vẽ cho em với cả chụp hình cho em để em dễ hình dung nhá. Em báo giá giúp chị xem bao nhiêu, em biết chưa? Cái đế của nó là 1.5 ly còn cái ống là 1 gem à 1 ly nha, không phải là 0.8 gem đâu nhá. Một mét nhân 2 mét, chiều cao là 50 cm. Ôi các bác ơi, em đang làm việc, em đang ừ. Ôi dồi ôi, được hết, đấy là cái yêu cầu của sếp chị. Chắc ông ấy đo đạc chán nò rồi ông ấy mới bảo như thế đấy. Em báo giá cho chị nhưng mà ấy nhá, xong rồi có gì alo chị ha. Lắp đặt luôn chứ. Bây giờ tóm lại như này, em chỉ báo giá chị như thế thôi, còn lắp đặt hay không tính sau nhá. Em lắp cái này, em báo giá chưa, lắp đặt chưa gì hết á. Ok cưng. Đi xa lắm rồi, bây giờ không nói trên này được, nói trên này dư luận viên nó xuống phá bỏ mẹ tao nhá. Thì em không biết dư luận viên là gì, thôi em đừng có viết đi, em chỉ lo ăn lo mặc thôi nhá.
lo làm ăn, lo cho vợ cho con đi bé nhá. Hỏi đi. Nhiều vô kể. Ừ. Ừ, chị đấy là cái nhà cung cấp của chị là người ta làm ăn với chị lâu lắm rồi, với cả người ta hay cho ấy lắm, người ta hay người ta hay cho nợ, với cả nói chung là chị không thay được đâu cưng ơi, kể cả giá em có mềm hơn nữa thì chị cũng không làm thế được, bởi vì là ngay từ cái lúc mà khởi nghiệp người ta đã giúp đỡ chị rất là nhiều, người ta cho nợ này và người ta cho gối đầu ấy, và người ta hỗ trợ hết sức ấy, chứ ấy đâu, chị không dám thay nhà cung cấp ở đâu, bởi vì mình phải trung thành với người ta, vì những cái lúc mình hàn vi thì người ta giúp đỡ mình, bây giờ mình có ăn nên làm ra mình lại đi tìm chỗ khác thì như thế là nó bất nhẫn lắm, chị không làm vậy nhá. Ok cưng, thôi em cứ làm mấy đấy cho chị được rồi nhá, thế chị làm việc tí nhá, báo giá alo lại cho chị khẩn trương, nếu có gì thì qua tuần lắp cho chị nhá. Ok, cảm ơn em rất nhiều, bye bye cưng. Xin lỗi các bác, bởi vì là em có việc ở công ty đột xuất cho nên là phải tạm ngưng. Hey Khánh Trần, my live stream you talk by English language, so you can talk with me by English. Các bác ơi, I'm looking the dictionary to a liberation. Okay. I'm looking the dictionary to translate the word dân oan. Can you tell me how to say dân oan in English, please? Anyone know about that? Thật sự là em không biết dịch cái từ dân oan nó ra như là như nào. Ôi, mệt quá các bác ơi. Thôi nhá. Đến lunch time của em rồi, em đi ăn đây. Em đói lắm rồi. Bye everyone. I will see you in my next live stream. Love you guys so much.